Thưa quý vị, các nhà khoa học đang nghiên cứu xem liệu có thể trồng và ăn vaccine mRNA hay không. Nếu được lựa chọn thì bạn muốn chủng ngừa bằng cách tiêm vào cánh tay hay là ăn một bát rau. Các nhà khoa học tại Đại học California Riverside UCR hiện đang nghiên cứu xem liệu họ có thể biến các loại cây ăn được, chẳng hạn như là rau diếp, lettuce và rau pina, spinach, thành vaccine mRNA mà con người có thể tự trồng và ăn hay không? Dự án nghiên cứu có 3 mục tiêu, chứng minh rằng DNA có chứa vaccine mRNA có thể được tích hợp thành công vào tế bào thực vật để chứng minh rằng thực vật có thể tái tạo đủ mRNA để cạnh tranh với các phương pháp tiêm chủng hiện tại và để xác định liều lượng chính xác Ông Juan Pablo Gerardo là trưởng nhóm nghiên cứu và phó giáo sư tại khoa thực vật học và khoa học thực vật của Đại học UCR cho biết, lý tưởng nhất là một cây duy nhất sẽ tạo ra đủ mRNA để tiêm chủng cho một người. Ông nói thêm, chúng tôi đang thử nghiệm phương pháp này với rau bina và rau diếp và có mục tiêu dài hạn là mọi người sẽ trồng nó trong vườn của họ. Các nông dân cuối cùng cũng sẽ có thể trồng nó trong toàn bộ cánh đồng của họ. Theo ông Girardo, thì chìa khóa để đưa vaccine mRNA vào thực vật là lục lạp, tức là những cơ quan nhỏ trong tế bào thực vật có nhiệm vụ quan hợp. Chúng là những nhà máy nhỏ bé chạy bằng năng lượng mặt trời, sản xuất đường và các phân tử khác cho phép cây phát triển. Chúng cũng là một nguồn chưa được khai thác để tạo ra các phân tử mong muốn. Nghiên cứu trước đây trong phòng thí nghiệm của ông Girardo đã chỉ ra rằng lục lạp có thể biểu hiện các gen không phải là bộ phận tự nhiên của thực vật. Điều này đạt được bằng cách gửi vật liệu di truyền ngoại lai bên trong lớp vỏ bảo vệ vào tế bào thực vật. Nghiên cứu tương tự về vaccine COVID-19 có thể ăn được cũng đang được tiến hành tại Canada. Một nhóm các nhà khoa học do Alison McLean là trợ lý giáo sư tại khoa sinh học của Đại học Ottawa dẫn đầu đã nghiên cứu về một phương pháp miễn dịch thay thế phòng chống virus trong hơn một năm nay. Phương pháp của họ liên quan đến sự biểu hiện của các kháng nguyên virus trong các loại thực vật ăn được, bao gồm rau diếp và rau bina, những thứ mà mọi người sau đó sẽ ăn. Thử nghiệm vaccine đã được bắt đầu trong một hợp tác với Bệnh viện Ottawa. Công nghệ mRNA được sử dụng trong một số vaccine COVID-19, thông thường hoạt động bằng cách sử dụng mRNA để cung cấp cho các tế bào người các hướng dẫn di truyền để tạo ra các kháng thể chống lại các bệnh cụ thể. Tuy nhiên, một trong những thách thức của vaccine mRNA là chúng phải được giữ ở nhiệt độ cực lạnh để duy trì sự ổn định trong quá trình vận chuyển và bảo quản. Nếu dự án nghiên cứu của Đại học UCR thành công, thì nó không chỉ có thể tạo ra vaccine mRNA ăn được, mà còn có thể tạo ra vaccine mRNA mà có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng. Ông Gerardo nói, tôi rất vui mừng về tất cả các nghiên cứu này tôi nghĩ rằng nó có thể có tác động rất lớn đến cuộc sống của mọi người. Dự án nghiên cứu đang được hỗ trợ bởi khoản tài trợ 500.000 đô la Mỹ từ quỹ khoa học quốc gia Hoa Kỳ.